một trong những cái xe mà có góc nhìn đẹp nhất các bạn. Đó, như là các bạn xem video bữa giờ là các bạn thấy đó. Hôm nay chúng ta có một cái chuyến chạy rất là ok nha. Bây giờ mình đi vượt lên của thanh niên này. Đẹp quá. Đó, bạn thấy mình chạy ghê không? Chạy rất là dũng mãnh luôn. 135 km/h các bạn. Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay lại tiếp tục review và giới thiệu cho các bạn một chiếc xe nữa mình mới sở hữu trong cái bộ sưu tập xe trong từ game Boss Simulator Pro. Đó, thì đây là chiếc xe phải nói là nhìn nó kiểu dáng rất là thật là đẹp và ngầu luôn các bạn. Góc cạnh nhìn rất là ok. Thì bây giờ mình sẽ nâng cấp nó lên. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cho nó lên một cái màu nào đó cho nó đẹp các bạn. Thì ở đây thì nếu mà chọn những cái skin này thì mình nghĩ nó đơn giản quá, cho nên mình sẽ không chọn theo những cái này nữa, mà mình sẽ quay ra mình sẽ trang bị cho nó một cái màu sắc đặc. Thì đầu tiên mình sẽ chọn màu sắc này các bạn, mình sẽ phối màu cho nó. Trên môi này thì bình thường màu đỏ, thì hôm nay mình sẽ cho nó một cái màu vàng, màu xanh gì đó. Ok, màu xanh đi nha. 2.000 đồng. Yes. Rồi tiếp tục size. Thì ở cái phần này bạn thấy nó phối màu rất là nhiều đúng không? Thì mình sẽ cho nó một màu màu này đi. Bền. Yeah. Tiếp theo là primary. Thì phần phía sau. Đó, phía sau phía trước. Các bạn thấy không? Sau trước thì bây giờ mình sẽ nâng cho nó. Wow, cho màu đỏ luôn các bạn. Màu đỏ. Ây dạ, nếu mà nãy mình chơi cái màu thì coi màu vàng. Màu này thì nhìn ok hơn đúng không? Màu này mát mắt hơn. Thì mình sẽ chơi màu này đi, cho nó hợp với màu kia hoặc là màu này. Được rồi. Ok, màu này luôn các bạn. 3.000 nha. Yeah. Rồi tiếp theo là body hả? Body thì này nó sơn hết xe luôn, thì cái này mình không có mua. Sơn này thì đơn giản quá. Đó, thì chiếc xe chúng ta đã sơn rồi. Bây giờ mình sẽ quay ra thì chúng ta sẽ trải nghiệm và lái thử nó nha. Ở cái phần nâng cấp thì mình sẽ không nâng cấp nữa. Bây giờ mình sẽ vào mình trải nghiệm xem nha. Các bạn xem video đừng quên like video và nhấn đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Thì đây là những cái chuyến mình đã hoàn thành rồi các bạn. Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ đi từ Las Vegas sang Sacramento. Đi select. Đó, map chúng ta đã vẽ cái lộ trình rồi. Chúng ta đi theo cái lộ trình này. Đó các bạn thấy không? Thì về cái khoảng thời gian nó cũng không có lâu, 52 km thôi, thì chúng ta đi rất là nhanh. Đó, tài xế Nguyễn Nam nha. Rồi, hành trình hôm nay rất là ok nha, mình nghĩ sẽ rất là ok và chuyến xe chúng ta đi sẽ rất là tuyệt vời. Hy vọng là sẽ có một cái wow, hôm nay là chúng ta chạy một chuyến ban ngày các bạn. Thì ban ngày thì mình dễ review các bạn. Đó, đây là chiếc xe mình ra này. Nhìn đã không? Gọi là rất là ok nha. Mình để chỗ này cho nên dễ thấy. Đó, thì nói chung là các bạn, tài xế chúng ta hôm nay cũng mặc áo rất là lịch sự luôn. Và bây giờ mình sẽ cho xe nó tiến tới vào cái vị trí nha. Cho xe lên. Rồi, đi tới thôi. Xem đây nhìn nó rất là thể thao các bạn. Góc cạnh vuông đồ các kiểu. Rồi vào nè. Dear passengers, the bus has just arrived. Please check your luggage and take your seat. Cho hành khách chúng ta đi lên xe. Đó, mình sẽ cho lên đây đi. Rồi, mời mọi người lên xe nha. Cái phần là lên xe này thì tua nhanh cho nó khỏi mất thời gian nha các bạn. Đó, lên. Xe hôm nay chạy mình nghĩ rất là ok, bánh xe nhìn rất là thể thao luôn. Rồi. Please fasten your seat belt. Ok. Now we are ready to go. Hành khách chúng ta đã vui vẻ lên xe rồi, thì bây giờ mình sẽ
để camera này nó xuống một cái vị trí nào đó cho nó dễ thấy các bạn. Đó, mình để vô đây nha. Ok, bây giờ mình sẽ chọn chế độ 360, mình sẽ về xe nha. Đó, bạn biết đường ra đường nào đúng không? Trời mới ra tới đây bị bấn gà rồi. Sorry. Rồi. Trả tiền 500 đồng các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi theo cái lộ trình chúng ta nha. Bạn thấy mới ra bến xe mà. Mới ra bến xe mà đã đi như thế này rồi, tiêu rồi. Rồi. Cách chúng ta đang ổn định, bây giờ mình sẽ chọn cái chế độ này. Wow, đây là góc của tài xế nha các bạn, góc trình này là full luôn. Thì hiện tại là mình chưa có biết cài đặt thế nào để mà ngồi lui lại, thì đây là cái góc trình của tài xế này. Hôm nay mình sẽ chạy cho các bạn xem. Ok, đó bạn thấy mình chỉ không, thấy chưa? Đấy, lạng lách không? Lạng lách đánh lỏng không? Rồi. Mình rất ghét cái trạm thu phí này các bạn. Đi. Xe này nó bị gì các bạn ơi? Mình đi lên nha. Để đợi cái xe này nè các bạn. Đợi cái xe này nó lên nè. Ôi mấy cái thanh niên này láo à, chơi luôn này. Chơi khô luôn này. Bực mình quá các bạn. Vô đây mà đứng đây chán đường rồi chứ. Lên luôn. Vừa rồi chúng ta vừa băng qua một cái khu vực trạm thu phí. Và đây là góc nhìn, phải nói là góc nhìn đây là một trong những cái xe mà có góc nhìn đẹp nhất các bạn. Đó, như là các bạn xem video bữa giờ là các bạn thấy đó. Hôm nay chúng ta có một cái chuyến chạy rất là ok nha. Bây giờ mình sẽ vượt lên của mấy thanh niên này nha. Đẹp quá. Đó, bạn thấy mình chạy ghê không? Chạy rất là dũng mãnh luôn. 135 km/h các bạn. Mình view với bạn xem cái phía góc ngồi nha. Đó. Xe cũng khá là ok đúng không các bạn? Đó, bạn nhìn nè. Mặc dù đó, xe hôm nay thì cũng là nó khá là ngon đúng không các bạn? Nhìn nó khá là ok nha. Dù bạn chạy hơi bị sai xíu, bị dính các bạn. Trời mới ra là nhà tối nhanh quá. Wow, trời mưa rồi các bạn ơi. Giờ mình tăng tốc lên dốc nha. Đó, các bạn nhìn xem này. Dốc lên rất là cao luôn. Và hiện tại thì mình cứ bật đèn luôn. Bật đèn lên luôn nè. Đèn cuối cùng. Bật cái đèn ưu tiên luôn nè. Nghĩa là nha, chúng ta sẽ đi nha. Vào cái góc này các bạn. Lên luôn. Trời ơi. Chạy trong một cái gọi là một thời tiết rất là xấu nên là au. Ban đêm chạy nó không được phê lắm các bạn thấy không? Ban ngày chạy rất là đẹp đúng không? Rồi nhảy ra hết. Nhảy ra cho tụi mình chạy nè, xe mình chạy là gọi là xe là sẽ dọn đường các bạn, chạy bất chấp luôn. Các bạn xem video đừng quên like video các bạn, like mạnh video nha các bạn, like mạnh video và nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo mình nha. Sẽ review cho các bạn xem nhiều cái xe hấp dẫn từ game Boss Bato Uja Pro nha các bạn. Đổi chiếc xe quái đã. Trời ơi cái xe nó
nhảy múa bạn thấy không, nhảy múa tưng 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 không hiểu luôn. Nói chung là trong cái game này thì nó có những cái tình huống gọi là dở khóc dở cười bạn, rất là ok luôn đó. Xem mình sẽ khách cho nó đúng tiếng đúng giờ, coi bữa giờ chạy được bảy bảo rồi. Khác quá, ghê quá, ôm cua không hết các bạn, xử lý không hết do chạy tốc độ cao cho nên là rồi lắp ra này, lắp vô lại này đó. Trời ơi chạy lắm qua đây luôn đi các bạn thấy không, mình lắng qua đây luôn các bạn, tại vì bên đây là cái đoạn đường này là nó không qua xe ngược chiều, qua xe cấp cứu chạy lùm la. Rồi chúng ta sắp đi vào cái chỗ bãi đậu nha, bãi đáp nha. Đường đây thật là mưa gió rồi các kiểu luôn. Rồi tấp vô các bạn, bật xi nhan tấp vô này. Mình đang vô trong chỗ cái bến này đó. Về xe lại đúng rồi. Xe chạy giật giật quá các bạn. À, chúng ta sẽ vào cái chỗ nè. Vô từ từ. Đúng rồi, đang đi đúng đường các bạn. Vô đây trả tiền nữa không? À, vô đây không trả tiền các bạn. Quên hoài luôn. Rồi chúng ta sẽ đậu xe chỗ cái khu vực này nha. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Và đừng quên like video các bạn. Like mạnh video, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Đó, bây giờ xe chúng ta đang chở một số hành khách, giờ mình sẽ vào trả khách. Chỗ trả khách mình đang xuất hiện ở trước đây các bạn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Xe đã về đến nơi an toàn rồi. Yes, like mạnh video nha các bạn. Thì hy vọng qua video này sẽ mang lại cho bạn những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và các bạn đừng quên like video, like mạnh video và nhấn đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo nha. Ok, cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.